Chào mọi người quay lại với Phụ Tùng Xe Đạp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu tay gạt đền 17TR, mẫu của KACTUS. Như các bạn đang thấy thì tay cần là hàng cacbon. Bánh đề mình có 16T. Mẫu này có thể tương thích với lại 6700, 6770, 6800, 6870, mẫu 9000 và 9070 của Shimano. Mọi người có thể tham khảo thêm nhiều video của những mẫu tay gạt đề khác ở trên trang Phụ Tùng Xe Đạp của bên mình nha.